chim có tổ xuôi có con người cũng có tổ tiên ơi con người cũng có tổ tiên ai làm người không sinh ra công cha ngày đêm vất vả nhớ nghĩa mẹ như nước chảy ra ngừa trong nguồn nước đã chảy ra xuôi nhớ nguồn chim nhớ non con người cũng nhớ tổ tiên con người cũng nhớ tổ tiên nhớ mẹ hiền nuôi con thơ nâng niu lời ru bú mắm nhớ cha từng đi sớm về chưa thương cha từng đi nắng về công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ hơn Thái Bình Dương nghĩa mẹ hơn Thái Bình Dương khi nhọc nhằn khi lo toan ai đong mồ hôi nước mắt công sinh thành công dưỡng dục con cầu cha mẹ cao ngất trời xanh xuôi nhớ nguồn chim nhớ non con người cũng nhớ tổ tiên con người cũng nhớ tổ tiên nhớ mẹ hiền nuôi con thơ nâng niu lời ru bú mắm nhớ cha từng đi sớm về chưa thương cha từng đi nắng về
quê em, nhớ ngày loạn lạc tha phương đói nghèo, nhớ thời tung bấn reo neo ý à. Làm con chưa thấu ơi hết điều làm con, lúc nghèo hắt nay lúc cô đơn, để tôi lòng mẹ để buồn cho cha còn khỏe cha răn, mẹ hiền tần tảo tháng ngày nuôi con, chúng con vẫn thuở nào nhớ mãi nằm chơi trong chiếc võng cùng cha, nghe lời ấm áp của cha, tình thương của mẹ ngọt ngào bên tai. Các con cháu chất của cha ơi, đứa nào cũng được nghe lời cha ru. Con còn nhớ lúc cha mạnh khỏe, gia đình ta sum họp đông vui, cha thường răn dạy chúng con anh em đoàn kết thuận hòa bên nhau. Cùng chung dòng máu của cha, cùng chung khúc ruột mẹ hiền sinh ra. Nay những lời đạo lý của cha, anh em đâu dám nuôi bao giờ quên. Những lúc tối cha thường kể chuyện, chúng con ngồi im lặng lắng nghe dân gian cổ tích chuyện hài, nghe xong con lại vui cười với cha. Lọt lòng con chẳng biết chi, nay ta đã lớn mới phải suy cho rành. Trọn cuộc đời mẹ cha vất vả dành yêu thương tất cả cho con, vì ai nên mới có mình mẹ cha vun đắp công trình xiết bao. Ơn này sánh với trời cao, biết hiểu biết nghĩa mới là con ngoan.
rồi cha lại dạy chúng con nghe đường ăn nết ở, mẹ cha đắp đền. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra một lòng. Vào đâu chớ có coi xem lạ thường. Đàn chàng này ngày lấy mây ở trên có lời pháp sự khuyên can, dù ai tới trốn giàn trường ngửa trông Phật Thánh Tòa và Nguy Nga. Tiếng trói đoài sao xa thường xa về đồng mây vượt ngó Nguy Nga, chàng phán tia phúc hạ xa ai mà cũng kinh ân nào phúc thêm. Nếu được ngài coi xem thì bán lại ra điều kinh mạng tốt nhan, thuật trời tội hay phải mang ăn năn chẳng kịp rõ ràng không sai. Cả bà gian lắm nói ngày chứng minh thông mang nhân này đầu thông phần trời đất năm bính đất niên mùa đông tháng 11 ngày mùng 8 giờ lành tháng tốt hương an phá sự thần sa môn tích tư vân nam mà. Cứu độ dân ta trông nên Phật ngự trên tòa độ nhân vô lượng gần xa nương nga nhờ. Đàn ca này thì phương khai giảng các trai đàn có ba ai bên các ngài ngồi ngự tòa sen xét xét cùng cõi cùng quen ba đường. Có cho tiền cương ổ đàn này sau trước như y kim cương tam tướng hộ trì thánh văn bồ tát thực thì trang nghiêm. Trên kia nghiêng nước mẹ chiếc ve các ngôi tòa hoa tòa bình trăm mặt trời giáo lúc tùng lắm ma yêu ma quỷ điệp sắm mắt ở bên ngoài. Tâm trai phúc lành đưa đến trong ngoài phúc thêm hai ngôi yêu bằng chương tình những lời tha thiết tấu trình con kính dâng. Vạn trời đất năm a bính thân niên mùa đông tháng 11 ngày mùng 8 giờ mùi đương đàn phá sự thật à. Chào mừng thế tử vương a nam à. Pháp chủ niệm đàn tả hữu lưỡng ban đạo tràng văn lai a tập. Tôi đông thần đại văn thiên thiên liệu chân ngôn.
chân phương sinh hoan hỷ à. Nam mô A Di Đà Bồ Tát Ma Ha. Nam mô A Di Đà Bồ Tát.
giữa đẳng vô thị bất tư nghệ thì cố cung kinh lễ mười phương. Chư hiền thánh dĩ này nầm tu đương tứ phương như thanh tịnh như bằng pháp thủy quán sai năng bộ nhất trích tài chiêm tập phương câu viết nghe phở giáo tàng trung hữu chỉ chú đà na ni chân ngón cần chỉ